Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Ngài là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: Gioan Tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài, Ngài có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại: Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy. Người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng, và phúc cho ai không vấp phạm vì ta. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta bước qua trang tin mừng của Thánh Luca. Ngày hôm qua, hai ngày vừa qua, chúng ta chiêm ngắm sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi trang tin mừng của Thánh Matthew. Chuyện kể về ông Gioan sai người đi gặp Chúa Giêsu. Thánh sử Matthew không viết chi tiết, mà ở trang tin mừng này, Thánh Luca đã có ý đưa vào câu chuyện. Đối với Thánh Matthew, thì khi môn đệ của Gioan đến hỏi Chúa Giêsu trả lời. Đối với Thánh Luca ghép vào đó hành động của Chúa Giêsu như một câu trả lời. Hành động đó là gì? Chúa chữa những người bệnh được khỏi bệnh, những người quỷ ám khỏi quỷ ám, những người đuôi mù được thấy. Cắt riêng quý sơ đang hiện diện ở đây, có lẽ hình ảnh đó rất dễ gợi nhớ lại lời trong sách ngôn sứ Isaiah. Sứ mạng Chúa trao cho Isaiah đi chữa lành. Sứ mạng Chúa trao cho ngôn sứ Isaiah trở nên người công chính. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, thì cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay có thấy Chúa chữa lành không? Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay có thấy đầy ắp những người công chính ở trong hội thánh không? Tại sao người Kitô giáo ngày hôm nay vẫn có thể thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại? Tại sao rất nhiều người tin vào Chúa, đi lễ hàng ngày, hàng tuần, xin lễ đều đặn, lần chuỗi thường xuyên mà đau khổ vẫn thẩm thấu trong cuộc đời? Tại sao là người Kitô hữu mà người ta vẫn phản bội nhau, vẫn lừa phỉnh nhau, vẫn gian dối, vẫn chiếm đoạt, vẫn tranh giành, vẫn ganh tị ghen ghét? Tại sao? Nếu chúng ta không giải thích được như thế này, chúng ta đang cần phải thấy, nói cụ thể là đôi mắt của chúng ta có vấn đề.
cần được Chúa mở mắt. Bởi vì nếu chúng ta chỉ hiểu những đau khổ trong cuộc đời này là điều kiện để gặp Thiên Chúa, nếu chúng ta hiểu rằng đi theo Chúa phải là một sự tinh tuyền không hoang ố, mà không tìm đâu trong xã hội này, thì chúng ta đang có một niềm tin chưa đúng, một địa chỉ đức tin đã sai. Thiên Chúa luôn luôn đúng, Thiên Chúa luôn luôn hiện hữu, Thiên Chúa luôn luôn ở trong cuộc đời, nhưng chúng ta không thấy, không gặp được, không ở cùng. Vậy thì ngày tĩnh tâm thứ ba, ước gì chúng ta tìm được Thiên Chúa đích thực trong cuộc đời của chúng ta, biết địa chỉ của Chúa khi cần, biết số điện thoại của Chúa khi muốn gọi, và có thể có được khả năng đi với Thiên Chúa trong cuộc đời. Thay vì đi riêng, thay vì tách rời, thay vì hững hờ với Chúa, chúng ta hãy xây đắp một tình cảm hết sức mặn nồng với Thiên Chúa, để những lời kinh của chúng ta khi sướng lên nơi gia đình hay ở trong nhà thờ là những lời tỏ tình hết sức nồng nàn với Đấng đang yêu thương chúng ta, chờ đợi chúng ta. Thế thì để thấy được sự hiện diện của Chúa, chúng ta xem lại bài đọc thứ nhất, sách ngôn sứ hay tiên tri Isaiah. Tại sao lại có tên gọi tiên tri và ngôn sứ? Trước đây, những bản dịch trước, tiên tri được hiểu là những người loan báo sự việc sắp đến. Đúng không sai? Bởi vì tiên tri bấy giờ là những người có khả năng tiếp cận với Thiên Chúa, nhận lãnh lời của Thiên Chúa và truyền giao lại, loan báo lại cho một số nhóm người nào theo ý của Chúa, chứ không phải theo ý của mình. Nhưng thời đại của chúng ta có hai lý do mà những bản dịch Kinh Thánh sau này, những bản dịch chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam sử dụng là ngôn sứ. Vì lý do thứ nhất, ngày hôm nay có nhiều tiên tri lắm. Kể cả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, họ cũng đi tìm gặp tiên tri để họ đoán xem là ai thắng ai thua. Kể cả đá banh World Cup, người ta cũng đi tìm tiên tri để người ta xem đội nào thắng đội nào thua. Không phải để đi tìm sự thật, nhưng mà đi tìm lợi lộc qua cá cược. Chúa không ban cho ai ơn ngôn sứ để làm chuyện rẻ rúng như thế. Nếu ngôn sứ có thể phán ra tiền thì tất cả các nhà thờ trên thế giới này đâu có cần khách hành hương nữa. Giám đốc trung tâm hành hương hay là cha sở chỉ cần xì sụp mấy đi câu nhỏ nhỏ cho Chúa nghe thôi, tiền sẽ rơi đầy. Chúng ta đâu có được tham dự vào công trình nuôi dưỡng hội thánh bằng những đóng góp mà trước đây người ta nói nôm na là đồng bạc của bà quá. Chúa có cần đồng bạc hay không? Không. Nhưng Chúa đón nhận sự quảng đại. Chúa chia sẻ với con người cơ hội để con người đóng góp lại sự hiện diện và sức sống của Chúa, của hội thánh. Đối với ngôn sứ Isaiah, cuộc đời của ông như bao nhiêu ngôn sứ khác. Ngôn sứ khác ở đây nếu hiểu theo nghĩa rộng, tất cả những ai đã rửa tội đều có ơn ngôn sứ. Nghĩa là những ai được rửa tội rồi, khi lớn lên được thêm sức, là những người có khả năng nhận biết tiếng nói của Thiên Chúa. Và đó là những người có khả năng ẵm lấy lời của Thiên Chúa qua một cử chỉ
rất là thành tâm mà có nhiều lúc chúng ta rất là coi thường, rước mình thánh Chúa. Đâu phải chỉ có tấm bánh đã được làm phép, đâu phải là biểu hiện của sự giao ước giữa Thiên Chúa với con người làm giá chuộc, nhưng đó là sự sống của Chúa chúng ta rước vào trong mình. Vì vậy mà nhiều cha giáo, trong đó có cha Sở của chúng ta, khi Ngài làm giám đốc chủng viện, đại chủng viện, Ngài luôn luôn dùng từ này, trao mình thánh Chúa, thay vì là cho rước lễ. Hơn nữa, Ngài dạy các thầy, trao mình thánh Chúa phải hết sức cung kính, chứ không có chia bài như thế này, móc ra thầy, móc ra thầy, móc ra thầy, dưới này chụp ăn, không phải vậy. Rước Chúa, trao mình thánh Chúa. Kể cả vừa rồi Đức Tổng Giám mục Giuse khi Ngài nói chuyện với các linh mục, Ngài cũng đề nghị vấn đề cử hành thánh lễ hết sức chậm rãi, không có máy móc, không có công nghiệp hóa đức tin được. 6 giờ lễ ngày thường không kinh viên gian, không kinh tinh kính là phải 45 phút tối đa. Ngày Chủ nhật thêm kinh viên gian, thêm kinh tinh kính, thêm lời nguyện tín hữu, thêm người đi dự lễ, tiền giỏ nhà thờ, kéo dài ra trong thời gian xin, dài thêm 15 phút nữa, 1 tiếng tối đa. Mình đâu có nhốt Chúa vào trong một công thức đời thường một cách rẻ mạt như thế. Nếu thánh lễ là một cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, để những tâm hồn đau khổ đang ngồi trông chờ ơn cứu độ cảm thấy được thỏa mãn, cảm thấy được chữa lành, cảm thấy được ấp ủ, thì có phải chúng ta muốn ở từ giờ đến sáng mai và đến hết cuộc đời không? Đó có phải trong giây lát như vậy? Nên chúng ta nhìn lại, thực lòng nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta sống đức tin bản năng nhiều lắm mà quên đi bản chất của đức tin. Điều đó rất quan trọng. Một điều rất đơn giản. Cá nhân tôi có nhiều công việc của giáo hội, nên có những lúc một số sự kiện xã hội được mời tham dự. Gần đây nhất được mời tham dự cuộc họp của Ủy ban Phòng chống dịch bệnh. Họ lưu ý một số điều cần phải nhớ và áp dụng sau cái đợt bùng nổ các ca lây nhiễm cộng đồng vừa rồi. Người ta bảo bây giờ tất cả mọi thành phần xã hội quá thờ ơ với lại những biện pháp phòng chống dịch bệnh. Kể cả có nhiều người phòng chống theo thói quen. Nghĩa làm sao? Cái khẩu trang đeo lên mặt, xong rồi tay bắt người này kia đếm tiền, thối tiền, xong rồi bốc cái khẩu trang nhét vào túi. Trong túi có tất cả mọi sự ở trong đấy, rồi lại móc cái khẩu trang là bịt lên miệng. Đó, những thói quen như vậy người ta cho là bản năng, không ý thức được mình đang làm gì, không ý thức được việc mình làm sẽ dẫn tới đâu, nội dung ý nghĩa hoàn toàn không có. Qua những cái việc đó, đôi khi chúng ta nhớ lại xem, có khi nào chúng ta vào đến cửa nhà thờ mà quên cúi đầu làm dấu không? Không có, tại vì không nhớ. Hoặc là chúng ta mặc định rõ ràng chỉ cần bước lên khỏi bậc tam cấp là đã cúi, đã chào, đã làm dấu rồi. Không biết ngày hôm đấy trong nhà thờ có Chúa hay không. Ví dụ ngày thứ năm tuần thánh sau thánh lễ tiệc ly, cất mình thánh Chúa sang nhà tạm, vào nhà thờ đâu có Chúa Giêsu thánh thể đâu. Nhưng mà theo thói quen vẫn cứ cúi rất là cung kính. Hình thức, nhưng mà hoàn toàn không có nội dung. Vì vậy chúng ta nhớ rằng ơn ngôn sứ đối với mỗi người chúng ta là điều rất quan trọng. Ơn ngôn sứ giúp cho chúng ta hiểu được và phân định được đâu là điều Chúa muốn, đâu là điều Chúa không muốn. Khi chúng ta sống ơn gọi ngôn sứ của mình một cách trọn vẹn bằng hết khả năng của mình thì chúng ta trở nên người công chính. Bài đọc một lẫn thánh viện đáp ca nói nhiều đến công chính. Mà chúng ta thấy trong mùa vọng hay hát bài thánh ca trời cao hay đổ sương xuống ngàn mây hãy mưa đấng cứu độ, chúng ta có biết ai viết bài đó?
Chúng ta có biết bài hát ấy được dệt ca từ bằng ý tưởng cầu nguyện của ai không? Không cần biết, chỉ có nghe nhạc là đoán chương trình. Nghe một vài nốt là biết bài gì, thế là hát, hát. Đó là lời cầu nguyện của Môsê. Môsê nói với lại đất trời, hãy nghe tôi đây. Nói với mưa và sương, hãy rơi xuống đây. Bởi vì tôi nói lời tâm tình với Chúa. Và khi tôi nói được lời tâm tình lọt vào tai Chúa, thì ngay lập tức trời đất giao hòa. Con người và Thiên Chúa, thiên nhiên và Thiên Chúa không còn khoảng cách nữa, không còn dị biệt nữa, hòa quyện với nhau như một tình yêu. Trong xuyên suốt sách ngôn sứ Isaiah, từ công chính được diễn tả một cách rất là mạnh mẽ, rất là xuyên suốt. Công chính theo ý đầu tiên là sự công chính của Chúa. Hỏi thật, chúng ta có biết công chính là gì? Công chính không phải là từ ghép của hành chính công. Nhưng ngày hôm nay chúng ta quen nghe cái cụm từ cổng thông tin dịch vụ hành chính công. Công chính là không biết tại sao mà các đấng thừa sai ngày xưa dịch ra là công chính. Nhưng nếu hiểu như thế này thì có thể hiểu đây là một từ ghép. Công chính của Thiên Chúa là một sự can đảm dám công khai nhận con người làm con. Chúng ta thấy có gì đâu mà dữ dội vậy, có gì đâu mà khủng khiếp vậy. Nhưng mà chúng ta đặt hoàn cảnh mình vào vị trí của Thiên Chúa là đấng tạo dựng. Ai có kinh nghiệm có được một người con cứng đầu, ngang tàng, hư hỏng, bỏ nhà ra đi, chúng ta mới hiểu được Chúa. Tại sao có những người cha, người mẹ tuyên bố tao từ mày, bởi vì mày làm tao xấu hổ, chứ đâu phải tại tao thương mày. Một người cha, một người mẹ thương con phải chấp nhận tất cả sự phụ thuộc của con. Không phải con giỏi, con giàu mới hãnh diện, nhưng mà con hư, con hỏng thì vẫn là giọt máu của mình. Nói tới đấy thôi, chúng ta thấy sự công chính của Thiên Chúa không phải ai cũng làm được. Thiên Chúa dám tuyên bố với dân Israel, ta là Chúa của ngươi và các ngươi là dân của ta. Giữa Chúa và dân có một mối tương giao mà quá khứ đã bị chính những kẻ đầu tiên phá hoại. Chúa dựng nên con người, Chúa chia sẻ tất cả mọi sự của Chúa, không có mua bản quyền. Chúa có cái gì, con người có điều đấy. Vậy mà con người đối với Thiên Chúa như thế nào? Đau khổ đâu phải do Thiên Chúa tạo dựng. Ấy vậy mà ngày hôm nay chúng ta nghe xem, Thiên Chúa dám nói là đau khổ bởi ta, sự giữ bởi ta. Một người cha, một người mẹ thương con đến độ mà cái gì con nó làm, nhận vào trách nhiệm của mình. Ai làm cha làm mẹ sẽ hiểu được điều đấy. Phải là một tình thương rất lớn, chứ còn tình thương ích kỷ không, mày làm mày chịu, tao từ mày. Còn tình thương của Chúa chấp nhận cả sự giữ con người gây ra, tôi chịu. Lỗi tại tôi dựng nên con người mà như thế. Chúng ta thấy sự công chính của Chúa. Công chính nó khác công bằng xã hội chỗ đó. Công bằng xã hội là có điều kiện. Anh đi làm có lương thì anh phải làm đúng cái mức lương anh được thưởng. Anh không làm có lương đúng mức lương thì hoặc là tôi giảm lương anh, hoặc là tôi đuổi việc anh, hoặc là tôi chuyển anh qua bộ phận khác. Đó là công bằng xã hội. Còn sự công chính của Thiên Chúa không có căng, không có đo, không có lý giải được. Chỉ có một lý do duy nhất, tình thương. Tình thương của Thiên Chúa. Vì vậy trong sách ngôn sứ Isaiah, sự công chính thứ hai được diễn tả là những con người trở lại với Thiên Chúa.
biết mình tội lỗi, biết Chúa thương đến độ mà Chúa nhận tội thay cho mình. Chúa chỉ muốn chúng ta hiểu được lỗi không phải của Chúa, lỗi của con người, nhưng mà thôi cha thương, cha yêu đến độ cha nhận tất cả, miễn là con được sống. Có cha mẹ nào nói với con như thế không? Cha mẹ sẵn sàng cam chịu tất cả để cho con được hạnh phúc, kể cả sự ô nhục, bức môn đăng hộ đối với thông gia, cha mẹ chịu, miễn là thấy con hạnh phúc. Đó là những tình thương tuyệt vời, những tình thương tuyệt vời. Trong sách ngôn sứ Isaiah, đối tượng công chính hay là chỉ dấu của sự công chính thứ ba là khi con người với Thiên Chúa gặp gỡ nhau trong sự thật. Sự thật của Thiên Chúa là gì? Chúng ta đọc Cựu Ước, chúng ta thấy Thiên Chúa yêu con người đến độ mà giận lên, nổi nóng lên, đòi phạt con người. Nhưng mà tình thương của Chúa lớn hơn sự tự ái của Chúa. Trong tương quan của con người chúng ta cũng vậy. Đôi khi tự ái chúng ta, cái cục tự ái nó to quá, cục yêu nó nhỏ quá, nên chúng ta hành động theo tự ái, không chịu thua người khác, không xin lỗi người khác, không chấp nhận người khác. Nhưng mà thật lòng, có những lúc chúng ta muốn nói lời thứ tha, có những lúc chúng ta muốn gặp để hòa giải chứ. Nhưng mà khi đó giữa hai bên, bên tự ái và bên tình thương không cân bằng. Còn đối với Thiên Chúa không có tự ái. Chúng ta nghe nhiều dụ ngôn chuyện kể để ví von diễn tả hình dung tình thương của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ trong sách ngôn sứ, tình thương Chúa còn thể hiện ở dấu chỉ dấu thứ ba như thế này. Chúa không dành tất cả cho mình mà sẵn sàng trao ban cho con người. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa chấp nhận làm người, để rồi ở nơi cuộc sống của Thiên Chúa trong trần gian này, Thiên Chúa có thể gặp gỡ người khác. Thiên Chúa làm cho tình yêu được nhân bản, để rồi tình yêu đó tiếp tục được sẻ chia, được nảy mầm. Chúa Giê-xu đến để ươm mầm tình yêu, và tình yêu đó được nảy mầm. Chúng ta thấy Chúa không có giữ lại gì cho riêng mình. Thế sau khi chúng ta xác tín được tình yêu của Chúa qua dọc dài của lịch sử, những gì chúng ta nghe trong sách ngôn sứ Isaiah diễn ra 500 năm trước khi Chúa giáng sinh. 500 năm Thiên Chúa đợi chờ con người công chính với mình không được, Thiên Chúa làm gì? Đâu có nổi giận một lần nữa. Nếu ai làm linh thao của Thánh Ignacio sẽ hình dung được bài tập cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi ngồi đàm đạo với nhau, nhìn xuống trần gian đau khổ quá. Chúa Cha mới nói lòng ta rỉ máu từng ngày, thương cho thế nhân biết bao giờ trở lại. Ba Ngôi mới bàn với nhau xem bây giờ thế nào. Ngôn sứ thì gửi hết rồi, mấy trăm năm, cả nghìn năm, bao nhiêu năm gửi xuống hết rồi, họ không nghe. Thế bây giờ phải tính, có cái tầm nhìn chiến lược xem như thế nào. Ba Ngôi cuối cùng mới khám phá ra, bảo không, bây giờ cách duy nhất là chính chúng ta ở với họ. Tại vì xưa chúng ta tạo dựng họ, họ ở với chúng ta, rồi họ phản bội, họ xấu, họ bỏ đi. Chúng ta nhờ nhiều người đi kêu về rồi không về, bây giờ đích thân mình đi. Có ông bà anh chị em ở trong nhà thờ có kinh nghiệm đấy chứ. Con nó bỏ nhà đi, nhờ người này người nọ khuyên nhủ nó, vẫn còn tự ái. Nó làm mẹ nó mà phải đi năn nỉ nó, nhờ người khác năn nỉ. Lúc đó tình thương nó lên cao rồi, nhưng mà tự ái vẫn còn nặng, nhờ người khác đi năn nỉ. Đến khi nó không về nữa, đích thân gọi nó. Đích thân gọi nó rồi còn bảo, chiều nay con không về gặp mẹ cũng được, nhưng mẹ nấu sẵn những món con thích, mẹ để nhà con về con cứ ăn. Chuyện có thật, có những người mẹ như thế, muốn con trở về,
cho con các cơ hội trở về trong danh dự. Biết con nó tự ái, nó không muốn gặp mẹ, sẵn sàng nấu một bữa cơm cho con ăn. Con về đi, chị giúp việc, chị sẽ dọn cho con ăn mà mẹ nấu cho con. Lúc đấy mẹ sẽ đi, cho con đỡ ngại. Đó, tình thương con người đối xử với nhau như vậy. Tình thương Thiên Chúa làm sao? Bà ngồi hôm nay đúng rồi. Con người bỏ đi, bây giờ chúng ta đi tìm họ ở đâu, mình ở đó. Ngon lành chưa? Bản lĩnh lắm mới dám như vậy. Bất kể chúng ta ở chỗ nào, tội nhân ở đâu, liệt lào què quặt ở đâu, Chúa đến tận nơi. Đó là lý do tại sao Chúa Con tình nguyện xuống trần gian. Dĩ nhiên đó chỉ là một bài tập cầu nguyện thôi, nhưng mà lý giải bằng suy nghĩ logic của con người để thấy tình thương của Thiên Chúa. Thế rồi bây giờ chúng ta qua sách Tin Mừng. Thiên Chúa thương thì tại sao đã gặp người ta rồi mà vẫn cứ để cho người ta lang bạc mãi trong đau khổ thế? Bây giờ nếu Chúa nhốt chúng ta ở trong một cái lồng, Chúa khóa cửa lại, đến giờ ăn Chúa mở ra, Chúa cột chúng ta lại, ăn xong Chúa nhốt lại, chúng ta chịu không? Ai có kinh nghiệm nuôi thú cưng thì biết, mình cưng nó lắm nhưng nó hoàn toàn không có tự do. Tự do của nó là phục vụ cái niềm vui của mình, đó không phải là sự tự do đích thực. Còn Thiên Chúa trao cho chúng ta sự tự do đích thực. Nên Thiên Chúa đến trong cuộc đời này để chúng ta nhớ được rằng dẫu thế nào cuộc đời của tôi luôn có người yêu. Dẫu thế nào cuộc đời của tôi vẫn được yêu thương. Hiểu như thế, bây giờ chúng ta mới qua lý giải logic về đau khổ. Trong tông thư Patricode, trái tim của người cha, Đức Thánh Cha giải thích về cuộc đời Thánh Giuse. Và chắc chắn là các gia trưởng trong suốt một năm sắp tới có dịp đọc tông thư đó. Đức Thánh Cha giải thích rằng cuộc đời của Thánh Giuse, người được gọi là cha nuôi Thiên Chúa, hay là trong bốn sách Tin Mừng gọi là Chúa Giêsu là con của bác thợ mộc Giuse. Bác thợ mộc Giuse là con của một đấng được sinh ra bởi thánh ý Thiên Chúa. Đấng đó trong lời sứ thần loan báo cho Đức Maria sẽ là đấng cứu thế, là Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cuộc đời Thánh Giuse xem, có phải đại gia không? Có giàu có không? Một em bé rất giỏi ngồi dưới lắc đầu nãy giờ trả lời được. Thánh Giuse nghèo lắm. Mà con biết, con nhìn tượng ở trong hang đá ngày hôm nay Thánh Giuse được trang điểm, ngày xưa không có đâu. Có khi xấu hơn cha Vũ nữa, bởi vì nghèo quá. Nghèo đến độ mà chúng ta nghĩ xem, chia sẻ với ông bà anh chị em dài một chút để chúng ta hiểu được về sự đau khổ trong cuộc đời của. Nếu Thánh Giuse là một người thế giá vọng tộc trong xã hội Do Thái, thì khi ông phát hiện người bạn đời của mình có tin vui trong một hoàn cảnh không thể hiểu được, thì ông đã đưa ra Sanhedrin, hội đồng tối cao của Do Thái giáo, xử ngay. Chúng ta xem coi trong cuộc sống của chúng ta, những người có quyền lực, có tiền bạc, có phải chúng ta dễ có khuynh hướng giải quyết tranh chấp xã hội bằng quyền lực không? Giàu thì có luật sư này, có chính quyền này, quen đầy từ trên xuống dưới, cần gọi một cái là xử ngay, đâu có phải trăn trở suy nghĩ làm gì. Cuộc sống của Giuse nghèo đến độ mà nỗi đau đó không ai có thể chấp nhận lắng nghe. Và vì thế ông chỉ biết cầu nguyện với Chúa.
Và trong giây phút cầu nguyện, ông nhận ra ý định của Chúa như thế này trước khi mơ nhé. Trước khi gặp sứ thần trong giấc ngủ nhé. Ông nghĩ như thế này, Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống. Ta không thể giết một người phụ nữ được. Không thể chỉ vì một sự nghi ngờ mà ta có thể phán xét người ta, ta có thể kết liễu người ta được. Sự sống là của Chúa. Vì vậy ngay trong lúc mới có suy nghĩ thôi, mới có cầu nguyện với Chúa thôi, mới có công chính giai đoạn 2 thôi, là ông đã nghĩ ra được, thôi ta âm thầm ra đi. Và nếu chúng ta hiểu suy nghĩ tư duy của Giuse trong giai đoạn đó, chúng ta sẽ hiểu khi ông âm thầm ra đi có nghĩa là ông để lại cho Chúa giải quyết, chứ không phải là lúc đó là cái giây phút bồng bột ông tính bỏ nhà đi rồi để bả cho ai. Rủi mà thiên thần không có hiện ra chỉ ông làm thì có phải là mẹ quá con côi không? Không phải đâu. Thánh Giuse để Maria lại cho Chúa. Và nếu đến cuối ngày tĩnh tâm hôm nay, quý ông bà anh chị em, đặc biệt là những người trẻ đang bôn ba trong cuộc đời, nhớ một câu này, tôi nghĩ các bạn không bao giờ thất vọng. Nếu chúng ta đặt mọi sự mình muốn, mình dự định, mình tổ chức, mình kế hoạch trong tay của Chúa, thì trong mọi sự sẽ có bàn tay của Chúa sắp đặt. Nếu đặt mọi sự trong cuộc đời trong bàn tay của Chúa, thì trong cuộc đời của chúng ta, mọi sự xảy ra có sự quan phòng của Chúa, sắp xếp của Chúa. Đó là kinh nghiệm cuộc đời của Thánh Giuse. Khi mà ông đã để lại cho Chúa, ông lại càng là người có trách nhiệm. Ông không bỏ mặc Thiên Chúa, ông thao thức, ông trăn trở. Chúa giúp làm sao? Chúa giúp cách nào? Dự định của Chúa làm sao? Và khi khao khát của Giuse gặp được ước mơ của Thiên Chúa, thì ngay lập tức Giuse trỗi dậy thực hiện. Ở đây nếu là lễ kính Thánh Giuse, chúng ta có thể chia sẻ nhìn ngắm cuộc đời Thánh Giuse suốt từ 7 giờ rưỡi sáng đến 11 giờ rưỡi trưa, ăn cơm xong 12 giờ rưỡi chúng ta chia sẻ đến 6 giờ chiều rồi chúng ta lễ về Thánh Giuse, xong rồi chúng ta lại tiếp tục nói chuyện Thánh Giuse. Cuộc đời Thánh Giuse là một người âm thầm, mà nếu chúng ta mang con tim của Chúa để nhìn Thánh Giuse, mang trái tim của người cha, chúng ta thấy Thánh Giuse hiện diện hàng ngày trong cuộc đời của chúng ta. Tại sao 150 năm trước giáo hội xin Thánh Giuse là đấng bảo trợ hội thánh? Bởi vì chính sự âm thầm của Thánh Giuse, quyền năng tiếng nói của trái tim nó trở thành hiện thực. Trong cuộc sống chúng ta thấy nhiều người nói nhiều mà không làm được, bởi vì họ bận lắm, họ bận nói, họ không thể làm được. Còn có những người rất âm thầm, cặm cụi, hì hục, họ giải quyết được công việc. Thế khi Thánh Giuse đã gặp giấc báo mộng đầu tiên thì Ngài thực hiện. Thế rồi cơn mộng thứ hai, Đức Thánh Cha Francisco mời chúng ta chiêm ngắm Thánh Giuse. Một người được gọi là cha nuôi, một người được Maria là mẹ Thiên Chúa e ấp úp lòng vào ngực để được bảo vệ chở che. Ấy vậy mà không có ai nghênh đón khi mẹ của Thiên Chúa hạ sinh. Chúng ta có tưởng tượng được một người có thế giá mà ngay trong đêm vợ săn mà không có được một chỗ để đẻ. Không tưởng tượng được. Đức Thánh Cha Francisco giải thích, ngay trong tình huống đó Thiên Chúa hạnh phúc vô cùng. Bởi vì Thiên Chúa khám phá ra tình yêu của Thánh Giuse đã trở thành một khám phá rất đặc biệt. Đâu có oán trách Thiên Chúa, đâu có sỉ vả những người từ chối cho vợ mình là Maria được hạ sinh trong nhà. Ông đặt khó khăn đó trong tay của Chúa. Và rồi Đức Thánh Cha Francisco bảo chứ, quá tuyệt vời, một bác thợ mộc đi tìm chuồng của bò, của dê để làm nhà cho con của mình, đẹp tuyệt vời. Ở trong Thiên Chúa, con người có thể sáng tạo để vượt thoát mọi nghịch cảnh. Có điều chúng ta không làm thôi.
Giả như ngày hôm đó Giuse giống như một số người trong xã hội của chúng ta, đứng chống nạnh, chửi đóng ngoài đường: Chúa sinh mà không ai ra, ôi dồi ôi, rêu rao lên như thế, chu chéo lên như thế, chửi mắng lên như thế, có phải là người công chính không? Không, bởi vì ông dựa vào sức mình, tôi như thế, tôi phải được như thế. Còn đằng này Giuse dựa vào sức Chúa hoàn toàn. Nếu Chúa đã trao, Chúa sẽ có cách. Việc của chúng ta là cứ bước tới từng bước một như một người mù. Chúa sẽ dẫn đường. Nếu chúng ta là con người có thiện, có ác, có lành, có dữ, trong suy nghĩ, trong ứng xử, trong lời nói, trong việc làm, mà chúng ta dừng xe đèn đỏ, thấy một người bán vé số mù đang qua đường, chúng ta còn nói với người ta: ơ, có chừng xe, đụng xe đấy, để xích lên trước, hay là lên vỉa hè mà đi. Chúng ta còn trắc ẩn như thế thì làm sao Thiên Chúa đang thấy chúng ta dọ dẫm từng bước mà không nhảy ra dẫn chúng ta đi được. Đau khổ của con người giúp cho chúng ta sống sự tự do của Chúa một cách sáng tạo. Đức Thánh Cha Phanxicô nói như vậy đấy. Cách đây gần tròn 3 tuần, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam có một đêm nghệ thuật là Gắn nhau trong đời, để mời gọi các thành phần xã hội cùng chung tay giúp miền Trung tái thiết cuộc sống, không phải cứu trợ nữa, xây dựng nhà, sửa nhà, giúp cho họ khôi phục lại, mua cây giống, vật giống cho họ. Thế thì trong đêm đó, ban tổ chức mời được một cặp vợ chồng từ Cồn Sẻ, Quảng Bình vào. Người dẫn chuyện MC ngày hôm đó mới phỏng vấn hai anh chị về những ngày mà coi như là không thấy tương lai đâu. Những đối tượng mà gắn nhau trong đời giúp là những người được gọi nôm na là không còn gì để mất. Thế thì chị chia sẻ trong cơn nước lũ như thế, trên đường đi tìm chồng, chồng ra để mà giữ bè cá lại mà lũ nó cuốn đi, nước nó cuốn đi, rồi chồng chết lặng mấy tiếng rồi. Nhưng mà ngay trong lúc bấn loạn ấy, chị vẫn còn nghĩ đến chuyện giúp người khác. Có ai trong chúng ta cảm động không? Khi mà một người không còn gì để mất nữa, họ thấy cuộc sống quá quý giá đấy. Chị ta bảo lúc đấy tự nhiên nghĩ, nếu mà ông chồng Chúa để cho chết thì cũng chết rồi, còn cái người nó đang trong tay mình, Chúa để cho mình thấy là mình phải cứu thôi. Một người không có học thức nhé, một người quê mùa nhé, một người lần đầu đi máy bay từ ngoài miền Trung vào trong Sài Gòn nhé, mà họ nghĩ bao la được như thế, họ sáng tạo được như thế. Còn chúng ta có rất nhiều điều kiện, chúng ta có dám sáng tạo vì người khác? Nói một cách nôm na, trong năm thánh, kính thánh Giuse, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta: nếu cha nuôi của Thiên Chúa, nếu chính Thiên Chúa làm người mà còn phải chịu quá nhiều đau khổ như thế, tại sao chúng ta lại lẩn trốn? Chúng ta ước gì con được đồng hình đồng dạng với Chúa mà chỉ được cái lúc lộng lẫy thôi. Còn cái lúc đơn lẻ thì thôi, Chúa hay Chúa chịu mình ấy. Con nhập vai tùy lúc, con diễn tùy khúc, lúc nào khúc nào con ưa rồi thôi con lột mặt nạ ra, đâu có được. Đó là sự phản bội, đó là cách sống bất chính trước mặt Chúa. Thế rồi qua những dẫn giải mang tính giáo huấn như vậy, bây giờ chúng ta vào thực tế này. Hỏi lại Chúa xem tại sao vẫn có đau khổ. Thế bây giờ chúng ta đặt câu hỏi xem Chúa đến để làm gì. Chúa có học đại học y dược không? Chúa có phải ông lang con của một ông lang không? Chúa có bí kíp gia truyền nào không? Chúa có những bài thuốc trường sinh bất tử không? Chúa không có cái gì hết, Chúa chỉ có chúng ta thôi. Chúa chỉ có con người thôi. Nên những đau khổ trong cuộc đời này, chúng ta hãy vượt qua. Nói không phải nói lấy huề đâu, nhưng mà sự thật. Nếu Chúa ở trong cuộc đời này chỉ để giúp cho người ta thoát khỏi đau ốm bệnh tật, như một người thợ máy khắc phục lỗi công nghệ,
hỏng đến đâu vá tới đấy, hỏng tới đâu thì chữa tới đấy. Tại sao Chúa ở có 3 năm thôi? Giá như Chúa ở đến giờ này, có phải đạo Công giáo bành trướng khắp thế giới không? Tại sao có 3 năm? Chúng ta đặt lại câu hỏi. Và tại sao Chúa kết thúc 3 năm trên thập giá? Tại sao Chúa chấp nhận để nhiều người nghĩ bản thân là kẻ thua cuộc? Tại sao chấp nhận để người ta hành hạ mình? Tại sao chấp nhận chết trần trụi? Và tại sao Đức Giêsu Kitô chết trên thập giá là vinh quang của những kẻ tin? Chả nhẽ 2000 năm nay người ta mù quáng à? Đâu có mù quáng. Người ta đặt đúng đức tin, đặt đúng địa chỉ, đặt đúng đối tượng. Chúa đến để giúp cho chúng ta xóa sạch tội lỗi từ xưa đến giờ. Thứ nhất. Thứ hai, Chúa đến để giúp chúng ta sống hạnh phúc ngay ở đời này, để những bước chân tiến về hạnh phúc vĩnh cửu được hoan hỷ, được reo vui, được nghe tin mừng hàng ngày. Mà người nghe tin mừng lúc nào cũng mang một khuôn mặt rất là ủ dột, buồn bã, đau khổ, khó chịu, cau có. Tại tin mừng tới tai mà không vào trong tâm được. Khi tôi học ở bên nước ngoài, có một ông cha xứ, ông tên là Lê Trung Tướng, không biết có ai ghi âm không, thì ngài nghe thì ngài sẽ thấy rất là tức cười, bởi vì cái chuyện này chính ngài giới thiệu. Ngài bảo ông cố tên là Lê Trung Tâm, thành thử đặt con là Lê Trung Tướng, thấy con là biết cha, tâm sinh tướng. Có nhiều người chúng ta vẫn nói bên trong lòng người ta như thế nào, bên ngoài sẽ như thế. Vậy thì bây giờ chúng ta đặt lại câu hỏi đức tin của chúng ta ngày cuối cùng, những giây phút cuối cùng. Ví dụ ngày mai chúng ta sẽ không bao giờ thức dậy được nữa. Đêm nay vì lý do gì đó đột quỵ. Nhớ bí quyết chết lành là khi nào thấy gần chết ăn năn hết mọi tội. Nếu đêm nay, tối nay, giây phút này là những giây phút cuối cùng, hỏi thật lòng từng người một. Nãy giờ có sốt ruột không? Không biết bao giờ mới nghe về Chúa cho xong rồi về nhà còn ăn cơm không? Ví dụ như vậy. Một chuyện rất đơn giản như thế. Mà đó là nói về Chúa thì chán. Chứ nếu nãy giờ mà đi xem ca nhạc hay xem phim thì Chúa mới có chưa đầy tiếng hồ đã giải lao rồi. Thực tế cuộc sống nó như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta hãy can đảm nhìn lại một năm vừa qua, có quá nhiều biến động mà không một quốc gia nào, một thể chế chính trị nào, một trường phái đảng phái nào có thể cầm cự được, điều chỉnh được. Chỉ có ứng phó một cách thụ động. Cơn đại dịch năm nay phải giúp cho chúng ta xét mình tận căn. Không có đơn giản đâu. Nếu mà nói từ góc độ quản lý dịch bệnh á, thì chưa chắc là đêm 24 chúng ta được đến nhà thờ đâu. Nếu 22 có ca lây nhiễm cộng đồng, nếu 23 phát hiện ra ông cha Vũ cũng từng đến đây giảng mà ổng là F1, đóng cửa hết, an tâm ở nhà không phải đi lễ Giáng sinh. Chúng ta thấy không? Năm nay cuộc sống có quá nhiều biến động. Đừng hỏi tại sao Chúa để nó xảy ra, mà hỏi tại sao con lại để cho nó xảy ra. Tại sao bao nhiêu cái biện pháp, bao nhiêu cái lời khuyên khoa học, y học chúng ta không nắm để chúng ta thực hiện mà cứ đổ cho Chúa? Tại sao trong cuộc sống này này, Thánh Giuse, Đức Mẹ, Chúa Giêsu vẫn sống nghèo khó đấy, vẫn chết khổ đau đấy, vẫn là Chúa của chúng ta đấy. Vậy thì chúng ta hãy xác định cuộc đời này, đức tin của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến ơn cứu độ là đời sau. Bao nhiêu lần chúng ta đi tham dự lễ an táng rồi, nếu mà cuộc sống chỉ có đời này thôi, biết sắp chết rồi, cần gì lo đến ngày mai? Chết rồi cần gì mất giờ mang vào nhà thờ? Chết rồi tại sao phải cứ ngồi đó lần chuỗi để mà xin Chúa thương xót người này người nọ? Bởi vì chúng ta tin vào cuộc sống đời sau. Vì vậy mà chúng ta hãy nhắm đến đích đến là cuộc sống đời sau. Như vậy không có nghĩa là chúng ta là những người sống ảo tưởng,
trái lại chúng ta là những người thực tế, sống bản chất của đức tin. Mọi sự đời này, nếu đất trời này do Chúa dựng lên, không có gì nằm ngoài sự kiểm soát của Chúa. Và sự kiểm soát của một vị Thiên Chúa công chính, quảng đại, xót thương ấy không giống như một sự quản lý của một nhà cầm quyền hay là của một cơ quan chuyên môn nào đó dành mọi sự cho mình. Trái lại, Chúa không phải là kẻ độc tài. Chúa trao quyền kiểm soát, Chúa trao bổn phận xây dựng cuộc đời cho từng người chúng ta. Chẳng phải chúng ta nói chúng ta là Kitô hữu, là người của Chúa, thuộc về Chúa. Chẳng phải chúng ta nói chúng ta là sự hiện diện của Chúa giữa dòng đời sao? Mà tại sao thấy người ta nghèo chúng ta không giúp, thì chúng ta là chán mà Chúa cho con giàu con giúp ngay? Tại sao chúng ta thấy người ta đau khổ, chúng ta không chia sẻ? Chính chúng ta là sự hiện diện của Chúa cơ mà. Nếu chúng ta nhận sự tự do của Chúa để quyết định cho cuộc đời của mình, thì tại sao chúng ta không nhận trọn vẹn Chúa để quyết định của Chúa trở thành cuộc đời của ta? Chúa muốn mỗi người chúng ta một điều duy nhất thôi: lắng nghe lời Chúa, để lời Chúa trở nên lẽ sống. Tức là mọi sự tương quan, suy nghĩ, ánh mắt, hành vi của chúng ta đều soi vào lời của Chúa như tấm gương. Vậy thì Chúa mời gọi chúng ta sống khiêm hạ như Chúa Giêsu, đừng đổ lỗi Chúa Cha. Sống khó nghèo như Chúa Giêsu. Không ai cầu cho mình nghèo, nhưng khó nghèo là bởi vì có bao nhiêu Chúa cho hết rồi, chẳng còn gì cho bản thân, lúc nào cũng nghèo. Thứ ba là một Chúa Giêsu biết cảm thương với người khác. Những ngày hôm nay này, chúng ta thấy Chúa chữa lành chỉ để một điều duy nhất đó. Chúa muốn Gioan nhận ra tín hiệu. Ngôn sứ Isaiah là người được Chúa sức dầu này, tấn phong này, sai đi này, loan báo này, và lấy lại những gì con người đã đánh mất từ Thiên Chúa. Chữa lành của Kinh Thánh là như vậy. Chữa lành trong Kinh Thánh không phải là đặt tay rồi dãy lăn ra rồi đứng bật dậy khỏe mạnh, không có. Hôm qua cha Vũ đi khập khiễng, ngày hôm nay hết là tại vì phải tập, chứ không phải tự nhiên rồi đi lễ về rồi cái làm dấu xong xoa xoa đầu gối làm phép xong rồi đi thẳng, không có. Không ai làm được điều đó. Mà Chúa cũng không muốn đến để làm điều đó. Vì vậy chúng ta hiểu rõ những gì chúng ta nghe Thánh Luca kể lại là để Chúa Giêsu trả lời cho Gioan Tẩy Giả: đúng, ta là người được Chúa sai đến. Hiểu như vậy thì chúng ta thấy bình an lắm. Chúa đã đến để cuộc đời của chúng ta được sống, chứ không phải là Chúa đến như một phòng mạch để chúng ta tìm đến, như một ngân hàng để chúng ta vay tiền, như một nhà tư vấn tâm lý để chúng ta đến kể lể than khóc ủi an, như một vị phù thủy để có thể biến trắng đổi đen. Không phải như vậy. Ước gì mùa Giáng sinh năm nay chúng ta lắng đọng những lời giáo huấn từ lời của Chúa, từ lời của các mục tử. Chúng ta nhận ra Chúa hiện diện giữa chúng ta bằng trái tim của người cha. Người cha công chính, chứ không phải người cha say sưa bê bối. Người cha công chính yêu thương con của mình và lựa chọn cho con điều tốt nhất đời sau. Ước gì lời cầu chúc của Đức Tổng Giám mục Giuse, Tổng Giáo phận chúng ta, giúp cho chúng ta thấy một cách thế trở nên công chính trong giai đoạn hoàn cảnh hiện nay, là chúng ta thấy những biến cố trong xã hội mà ý thức được những nguy hại trong tâm hồn. Lây nhiễm của đại dịch giúp chúng ta hiểu được đừng để mình lây nhiễm những bệnh phần hồn, những thói xấu trong xã hội, những tật xấu trong cuộc sống, hết sức cảnh giác. Đó cũng là lời cầu chúc để lại cho tất cả ông bà, anh chị em. Ước gì hành trình của chúng ta mỗi ngày sẽ cảm nhận được sự công chính luôn ươm mầm, luôn nở nụ, luôn thành hoa, luôn màu mỡ, luôn tươi mới trong đời sống của chúng ta. Bởi vì bao lâu
chúng ta thấy giới hạn của mình, yếu đuối của mình, tật nguyền của mình, khổ đau của mình, mà vẫn kêu cầu Chúa, vẫn tìm đến Chúa để kín múc.